thủ đoạn của Tổng Trọng và cái kết. Tại Nga, Tổng thống Putin cho phá bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ để dọn đường cho ông ta ngồi ghế Tổng thống suốt đời. Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng cho xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ để ông ta thỏa mãn tham vọng quyền lực đến hết đời. Tại Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng không xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ trong đảng luật, mà ông ta ma mãnh hơn, bịa đặt ra cái gọi là suất đặc biệt để ông ta hưởng lợi, ngồi đến nhiệm kỳ thứ ba trên danh nghĩa. Tổng Trọng không phá bỏ đảng luật, ông chỉ bổ sung vào đảng luật mà thôi. Hành động của ông Tổng Bí Thư cho gọi đúng là ma mãnh, khi dọn đường cho bản thân nắm quyền trọn đời. Mỗi lãnh đạo độc tài có cách làm riêng. Tuy nhiên, công thức chung thì không khác mấy. Đấy là gây ấn tượng tốt với các cấp chính quyền và người dân. Sau khi có được sự tin tưởng của xã hội, thì họ mới tiến hành thực hiện âm mưu. Với Putin, ông ta lợi dụng được thời kỳ giá dầu thế giới tăng cao để đạt được thành quả về phát triển kinh tế, lấy lòng dân chúng. Nhờ đó, Putin củng cố bộ sậu quanh ông ta, rồi tiến hành xé bỏ những quy định của pháp luật để dọn đường cho tham vọng quyền lực của ông ta. Với Tập Cận Bình, ông ta dùng chiêu bài chống tham nhũng với tên gọi là đà hổ diệt ruồi. Chiêu bài này như một mũi tên trúng tới hai mục đích. Mục đích thứ nhất là dọn cỏ những thành phần mà Tập cho rằng đang cản đường ông ta. Mục đích thứ hai là tạo ra sự tin tưởng trong xã hội Trung Quốc và các cấp chính quyền. Sau thời gian thanh trừng gần hết các thế lực đối lập, Tập Cận Bình tự tay xóa bỏ những quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể cản đường tham vọng quyền lực của ông ta. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là học trò của Tập Cận Bình bởi cách làm của ông Trọng không khác Tập. Kết quả ban đầu cũng khá thành công khi mà trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021 và nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trọng không có đối thủ xứng tầm trên chính trường. Những thủ đoạn mà ông Trọng học được từ Tập Cận Bình, giờ đây ông ta đã sử dụng hết và để lại hậu quả to lớn cho đất nước. Sắp tới đây, sau khi ông ta chết, hậu quả để lại 100 triệu người dân phải gánh chịu trong thời gian rất dài. Chính trị Việt Nam trước thời ông Nguyễn Phú Trọng ổn định hơn bây giờ rất nhiều. Chưa bao giờ Bộ Chính trị lại dây dụng nhiều như nhiệm kỳ này. Đấy là dấu hiệu của sự rối loạn, là hậu quả của những việc mà ông Trọng đã làm. Chính ông đã xé bỏ luật lệ, nên bây giờ Bộ Chính trị chẳng có trật tự nào cả. Hậu Nguyễn Phú Trọng sẽ là những trận chiến sinh tử bất tận giữa các phe phái với nhau. Như vậy, lấy đâu ra nhân lực và trí lực để mà hoạch định chính sách phát triển đất nước? Khi chiếc ghế bấp bênh thì ai cũng lo giữ ghế, chẳng ai còn tâm trí để giữ ổn định xã hội. Việc chạy đua cho Đại hội 14 bắt đầu từ khi kết thúc Đại hội 13. Sau Đại hội 13 có kẻ đoạt được tham vọng, có kẻ thì không. Kẻ đạt được tham vọng thì lại vạch ra tham vọng lớn hơn cho nhiệm kỳ sau, kẻ chưa đạt được thì cố để mà đạt. Từ đó Trung ương Đảng của Bộ Chính trị lại bắt đầu những cuộc đua mới với những trò đấu đá lẫn nhau. Ở tầng dưới thì chạy đua bằng cách hối lộ, chạy chức, chạy quyền để được cất nhắc. Ở tầng trên thì chiến đấu từng giây phút, từng vụ việc để tranh đoạt, hình thức, tuyên truyền theo cơ cấu đã không còn hợp thời. Từ khi Tổng Trọng thể hiện cho toàn đảng của ông ta thấy rằng có thể đạt được thành quả bằng cách đấu đá tranh giành, thì những người tiếp nối ông ta cũng theo lối mòn này mà đoạt lấy quyền lực. Chính vì thế, dự định cơ cấu cho Vương Đình Huệ nối ngôi của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phá sản hoàn toàn. Hậu Nguyễn Phú Trọng, thượng tầng chính trị Việt Nam sẽ là một mớ hỗn độn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ đoạn của Tổng Trọng và cái kết. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Trọng sắp ra đi, để lại một tô đại náo và một ban bí thư đổ nát. Với sức khỏe hiện nay, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi theo các Marx Lenin chỉ còn là vấn đề thời gian. Con mãnh thú già đang thoi thóp chút hơi tàn, còn con mãnh thú đang trên đỉnh phong độ, ngồi chờ đến lượt thay thế. Có lẽ Tô Lâm không cần phải hạ bệ ông Trọng để cướp ngôi, mà chỉ cần ngồi chờ tạo hóa đưa ông đi đến thế giới khác,
rồi Tô Lâm chám vào chỗ của ông ta. Nếu ra tay với ông Tổng vào lúc này là quá bất nhẫn, e rằng Tô Lâm sẽ bị nhiều người phản ứng. Khi mới loại được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng để trở thành thế lực mạnh nhất trong Đảng Cộng sản, ông Trọng đã thiết lập hàng loạt cơ chế chọn lọc đám thuộc hạ quanh ông để duy trì sức mạnh. Mục đích của Tổng Trọng là đưa mọi quan chức vào guồng và quay theo quỹ đạo của ông. Ý đồ này khá thành công và đã hoạt động trơn tru trong suốt 8 năm qua. Vừa xây dựng được một bộ sậu riêng, vừa nuôi một đám đồ đệ ruột để kế thừa ngai vàng, Vương Đình Huệ là người gần nhất đã được chọn. Ông Trọng đưa Vương Đình Huệ thăng tiến theo đúng lộ trình mong từng đi qua, đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội, lên Chủ tịch Quốc hội và cuối cùng là lên Tổng Bí thư. Bộ máy được chỉnh sửa thật chỉnh chu và lộ trình cho đồ đệ được vạch ra rất tốt, cho tới khi Tô Lâm tạo phản. Từ khi Tô Lâm tạo phản, bộ máy mà Tổng Trọng xây dựng lên đã rách toác và gần như tê liệt. Dù rằng ông Trọng đã cố vá víu lại bằng cách đưa một vị tướng quân đội lên án ngữ Ban Bí thư, đồng thời tăng cường thêm 4 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng Ban Bí thư vẫn không thể hoạt động bình thường trở lại. Ban Bí thư trở nên rối loạn đội hình khi mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại đánh mạnh vào Ban Nội chính Trung ương. Sắp tới đây rất có thể Ban Bí thư sẽ tự mình đánh mình mà không cần thế lực nào từ bên ngoài thọc tay vào. Lúc này ông Tổng đã gần đất xa trời. Di sản mong để lại là không phải bộ máy đốt lò đang hoạt động trơn tru, mà là một bộ máy tự đốt nhà mình. Mới đây, ông Nguyễn Văn Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc đã bị quẳng vào lò, là một minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Vì sao một bộ máy vận hành trơn tru suốt 8 năm qua lại trở nên rối loạn đến như vậy? Phải chăng ông Tổng Bí thư đã xây dựng trên những nền tảng không bền vững? Nhìn bên ngoài, bộ máy đốt lò của ông Trọng có vẻ vận hành tốt, nhưng bên trong có nhiều chi tiết không đạt chất lượng. Cái lò của ông Trọng tạo ra dựa trên quyền lực cá nhân, chứ không dựa trên pháp quyền. Chính ông đã tự cho mình những biệt đãi ngoài phạm vi của đảng luật như một thứ tiền lệ vậy. Và cũng chính tiền lệ này đã làm cho Ban Bí thư tự đánh nhau như những ngày hôm vừa qua. Ông Tô Lâm đang củng cố quyền lực và dọn dẹp mọi rào cản để có thể gây ra khó khăn cho nhóm Hưng Yên của ông. Những tay chân của Tổng Trọng trong Ban Bí thư là những đối tượng mà Tô Lâm đang nhắm đến. Nguyễn Phú Trọng đã ngầm ban phát đặc quyền cho phép Tô Lâm không cần tuân thủ pháp luật để làm được những việc bất chính theo ý chỉ của ông, thì nay phải trả giá với chính thói vô pháp của đồ đệ cũ của mình. Hiện nay Tô Lâm đang dùng chính đặc quyền mong Trọng từng ban cho để đánh tan tác các thế lực mong Trọng đã dày công xây dựng. Trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị là nhóm có quyền lực cao nhất, rồi đến là Ban Bí thư. Tuy nhiên, Bộ Chính trị đã bị Tô Lâm xỏ mũi trong việc buộc phải chấp nhận cho Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an, thì Ban Bí thư cũng khó có thể chống lại sự công phá của phe Tô Lâm. Đặc biệt là sau hơi tàn của ông Trọng, nhóm nhân sự của ban này có thể sẽ giã đám và thay vào đó là những người mới. Tô Lâm thay thế Nguyễn Phú Trọng, bộ máy sẽ thay đổi và luật chơi cũng thay đổi. Luật đấy được gọi là luật Tô, Tô là luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng sắp ra đi, để lại một Tô đại náo và một Ban Bí thư đổ nát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de